Rồi, chào anh em nhé. Hôm nay Đức Bình review cho anh em cái lưới gió của con Camry Mỹ nhé. Camry này bản nhập nha anh em nhé. Đời bao nhiêu cậu nhỉ? Đời 2010. Đấy. Anh em nhìn thẻ. Anh em cần phụ tùng gì cứ Zalo lên mình nhé. Xin chào anh em.